Vì anh Ram với cây có hát không? Thì cô có hát không? Thì lúc hồi nãy anh đi là một người hát. À, em rồi. Mấy ngày này em đến trễ, em có quyền gì nói chuyện ở đây không? Em trễ 1:30. Thực ra thì em chỉ muốn nghe anh Ram hát thôi. Còn lại thì không phải, thì vấn đề là mẹ to em thấy tiết mục á, cái tiểu phẩm của mình á hơi bị lạnh đó. Sao móng tay? Đúng. Mà tự nhiên đi phan cái tinh cảm thấy đội số móng tay kia. Nhưng mà không hiểu là cái đội hình nhảy múa của mình như thế nào ạ? Mà tại sao rất là tội cho Huy R đó. Đúng không mọi người? Ý là một sự sắp đặt của Duy Khánh. Khóc em, khóc, ừ. Quá tội cho nhỏ đứa cùng gốc luôn á. Anh ơi, nghe em cũng khóc. Này anh ơi, bây giờ xứng đáng mọi người ơi. Tự nhiên ngày hôm nay là ai cũng mặc đồ bình thường thì áo dài anh ra coi cái tụi em đó. Em, áo dài là áo bình thường với là sao? Không phải, tại vì em cấm mà áo dài nó làm lố. Thôi em chia sẻ cảm xúc. Khoan đi. Đúng là có sự sắp đặt luôn á. Em sẽ đám cưới này phải không? Tiên đây thôi cho em xin chia sẻ cảm xúc. Tại vì em cũng thực sự là em cũng hơi ngại, em cũng không giỏi ăn nói. Lần đầu tiên đứng trước nhiều người như này. Thì thôi em bảo em. Em có chuẩn bị trước. Cái này là gì bây giờ? Các bạn có ai vậy? Xin vâng, lần đầu tiên thay mặt các bạn. Wow. Trời ơi. Xin gửi lời chào tới toàn thể quý vị khán giả. Chúc quý vị khán giả có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, kêu năng xa cũng hóa gần. Tổ thương thân dự cũng gần mà xa. Kêu nhau chẳng đổi lần thăm. Mấy sông cũng lộ, núi ngàn cũng vôn. Yêu nhau chẳng ngại đường xa, đá vàng cũng quyết, phong ba cũng liền. Vâng, và bằng tình yêu ấy, hôm nay chúng ta có mặt tại đây trong khán phòng này để cùng chúc phúc cho anh chúng này. Wow, bây giờ em dữ dội quá hả? Em làm gì hả? Tại em không biết nói chuyện, em phải biết được đấy. À, nhưng mà hôm nay em là lớn hồn. Dạ hôm nay, dạ gia đình tụi em rất là vui khi mà. Ủa mà này là gì nữa? Dạ đẹp trai đàn gái. Nhưng mà em là má rồi. Em là má của rồi, cô dâu. Má cô dâu nào? Châu. Em là má của bé Thu với lại Hải Ly à. Bây giờ vậy ai là giả hay là thật đây? Tô thành giả thành tô mà. Cô ơi, con thay mặt cô nha. Con thay mặt cô tại đây. Dạ. Con bên đại trai, dạ con bên đại trai nha. Dạ vâng, để tiếp tục buổi lễ, tôi xin đồng thuận của các cấp chính quyền gia đình ba đây. Chúng tôi xin công bố buổi fan meeting sẽ thành công rực rỡ. Có lỡ kêu cô lên rồi, cô có cảm nghĩ gì không cô ngày hôm nay không? Dạ có mời mẹ. Cô nhỏ hai cho mẹ Thúy nha. Nghe kể về cô nhiều lắm rồi, bây giờ con có được hiện diện. Con có được hiện diện. À, con nghĩ là cấm đi. Đấy phải, con nghĩ là con phải được diễn biến. Cái kể con hiện diện là con sao? Với tất cả các anh tài à. Tại vì cô rất là dễ thương. Tại vì con nghe qua lời kể của Khánh là con là một người rất là yêu đời, rất là tích cực. Và con luôn tạo niềm vui cho tất cả mọi người. Bớt cái văn mẫu đi, bớt cái văn mẫu lại. Bây giờ sẵn đây á, thì cô cho tất cả các bạn khán giả của Duy Khánh biết được biết là nick TikTok của cô là gì. Trần Hà Thúy Nga. Wow. How can we spell your nickname on your TikTok account? Chona. Yeah, mọi người nhớ về Polo Chona Thí Nga được không ạ? Trời ơi! Nổi tiếng rồi, nổi tiếng rồi. Thành công rồi. Cho mẹ chia sẻ cảm xúc của mẹ ngày hôm nay có mặt ở đây nha. Nga, xin chào tất cả các anh em nghệ sĩ, các diễn viên và các
đặc biệt là các fan hâm mộ Duy Khánh. Và cảm ơn các con rất là nhiều vì đã có lòng yêu thương Duy Khánh. Và hôm nay mới bước vào khán phòng thì mẹ rất là cảm động, rất là vui vì con của mẹ đã thành công. Còn trước đó con của mẹ như thế nào? Trước đó con của mẹ như thế nào? Con của mẹ có một lòng đam mê cháy bỏng. Yeah. Và hôm nay đã thực hiện được ước mơ và rất là thành công trên con đường nghệ thuật. Yeah, chào tất cả mọi người nghe, chúc mừng con Duy Khánh đúng không ạ? Mẹ ngày hôm nay tới đây có món quà gì không? Một cái thức ngủ, một đàn ngủ không đi. Tại vì á, Duy ngay tới đây Duy là Miu, Kara, rồi anh Chun, rồi ai nữa đây, cô ấy nọ là đã từng gặp mẹ đó, không bao giờ thấy của mẹ. Đúng rồi, ai cũng là fan của mẹ hết trơn. Bất ngờ quá, bây giờ cho mẹ đó, mẹ lấy lời nha. Lấy lời. Yêu luôn rồi nha. Đúng kế rồi. Trời ơi. Mẹ sợ yêu không? Em biết chuẩn bị cho mẹ kìa. Khánh là bình thường thì giống như là mình đi show, mình đi hát, đi diễn thì mình sẽ được nhận cát-xê. Còn đối với mẹ Khánh cũng giống như vậy luôn. Ngày nào mẹ Khánh cũng đi diễn, đi show giống như Khánh, nhưng mẹ Khánh sẽ bỏ tiền ra để đi hát ở phòng trà. Nên là mỗi buổi tối là mẹ Khánh đều đi diễn nha mọi người nha. Nên là kiểu ok lắm á. Phòng trà nào tới gì? Mẹ đi khắp nơi à. Đi khắp nơi luôn, Sài Gòn, Quận 9, rồi Thủ Đức, Bình Dương, đi khắp nơi. Giới thiệu như một ca sĩ Dương Công. Hôm nay Thúy Nga lần đầu tiên Thúy Nga của con rất tin ngày hôm nay. Và để rất vui chương trình, Thúy Nga xin gửi đến các bạn, các fan một bài hát Sợ Yêu. đây là món quà